Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gất Việt nha. Sáng nay em nhận được một thông tin khá là bất ngờ và rất là bức xúc luôn đó nha, vô cùng bức xúc luôn. Bởi vì có một cái bài đăng ở trên các group mà Lật Mặt Thiền Am hay là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng rồi đó, thì có một cái anh này đăng một cái bài đăng nói về cái gia đình Thiền Am mình vào vũ trụ, mà khi em đọc xong rất là bức xúc luôn. Cả nhà thông cảm nha, tại ở đây xe nó chạy nhiều quá, nhiều khi âm thanh nó cũng không được tốt hết cả nhà. Thì em đọc cái bài đăng này, không lẽ hôm trước á là đi ngang Thiền Am rồi, bây giờ đọc bài đăng này muốn quay trở lại là cái chửi họ luôn á, gõ cửa xong rồi chửi luôn. Đây cái bài đăng mình chia sẻ bài đăng trước nha, rồi cái sự tình nó như thế nào thì chúng ta bàn tính tiếp nha. Đây cái bài để mình đính kèm đây ha, đính kèm đây cho cả nhà xem. Không biết cái status này anh chàng Nhất Nguyên anh viết cái gì, nhưng mà ở dưới phần comment á thì có một cái nick Facebook tên là Châu Hoàng Phan, chắc là Phan Châu Hoàng gì đó, comment rằng á là đi tu mà hát hò có bao giờ thấy tụng kinh gõ mõ đâu lũ trọc. Cái anh Châu Hoàng Phan, Phan Hoàng Châu gì đó, anh comment vậy. Rồi cái anh chàng Nhất Nguyên có tích xanh đàng hoàng, có cái tích xanh đàng hoàng comment lại á là tao tu gì kệ mẹ tao, lũ chó sủa chúng mày riết tao mệt, im mẹ mày đi. Trời ơi, thật sự thì nói chung là rất là nhiều những cái vị trong chức sắc tôn giáo rồi lên tiếng, giáo hội Phật giáo lên tiếng, rồi những người Phật tử người ta rất là bức xúc cái cách tu hành của Thiền Am, rồi họ thường xuyên làm những cái bài giảng được gọi là gì đó, giảng pháp hay là hoằng pháp gì của hoằng hóa chúng sanh gì của bên Thiền Am á, ai cũng bức xúc hết, đúng không? Họ xuyên tạc đủ điều đó, họ lợi dụng đạo Phật nhưng mà họ lại phỉ báng tôn giáo, hoặc là phỉ báng đạo Phật, đâu có chấp nhận được đâu. Họ cứ mang Đức Phật ra để đóng phim hài, để phỉ báng tất cả các thứ, ai cũng lên án kịch liệt vô đáng, mà bây giờ họ lại comment cái này nữa, thì cả nhà nghĩ sao, chịu nổi không? Mình đi ngang rồi chứ, đúng ra nếu mà mình còn ở đó chắc mình chạy lại mình mở cửa vô hỏi mày nói ăn nói kiểu gì vậy. Nhưng mà có phải là sự thật như vậy hay không thì mình mới tìm hiểu trở lại trên cái trang cá nhân của anh này. Chúng ta xem cái này có sẽ cái status ảnh ngồi cái chuông, đúng không, cái chuông mà ở đây có comment là 3 năm trước. Vậy thì chúng ta nghĩ đi, nếu thật sự đây là những cái lời của Nhất Nguyên viết á, thì chúng ta thấy rằng 3 năm về trước thì có lẽ người ta cũng chưa có vạch trần nhiều cái sự thật của Thiền Am đâu. Vào khoảng năm 2018, đúng không? Nếu mà trước 19, trước cái vụ việc lùm xùm á, thì chắc cũng không có cái vụ mà để đổi anh chàng này anh để comment những cái kiểu này. Tại lúc đó người ta đâu có lên tiếng nhiều đâu mà comment. Bởi vì mình cũng thấy ngờ vực, nghi ngờ cái chuyện này. Đó. Cho nên mình đi vào trang cá nhân của Nhất Nguyên, mình tìm cái status này khoảng 3 năm về trước. Không biết nó như thế nào, nhưng mà rất là bất ngờ, đây mình đã tìm gặp cái status vào ngày 28 tháng 7 năm 2018. Đây, Nhất Nguyên chụp cạnh cái chuông thì cái mặt cũng còn trẻ hơn so với bây giờ rất là nhiều hết cả nhà. Và cái status này viết rằng là chúc các bạn vui vẻ, an lạc nè, hi hi. Coi bữa nào ra bụi tre bằng một bài hát tặng các bạn nha, mà hát bài gì đây ta? Vậy là cái status này anh đăng lên với ý đồ là định hát tặng fan của ảnh một bài hát. Và ra bụi tre thì chúng ta nhớ cái thời điểm này á, là trên YouTube á, xuất hiện một cái nick tên là Hai Sư Thầy Hát Bolero đó, cả nhà nhớ rất là nổi tiếng, hát những bài trước 1975 như là Giả Từ Vũ Khí, rồi nói chung là những cái bài bolero đó, anh này hát rất là nhiều. Cho nên có lẽ là trong thời điểm này anh muốn tặng tiếp tục cho fan đó, cho nên anh đăng status này chứ không phải là mới đây ha. Rồi mình đi xuống dưới cái phần comment, cái phần bình luận xem có cái status ấy, có cái bình luận giống như nãy không, thì thật sự là rất khá là bất ngờ. Đây chúng ta thấy cái nick Châu Hoàng Phan giống như là cái bài đăng hồi nãy mình chia sẻ đó, là bên kia thì chửi, đúng không, bên kia Châu Hoàng Phan nói là đi tu mà hát hò có bao giờ thấy tụng kinh gõ mõ đâu lũ trọc. Nhưng mà bên đây thì Châu Hoàng Phan không có nói vậy, để là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy bài các bụi cuộc đời ạ. Đâu phải Châu Hoàng Phan nói là chửi lũ trọc lũ gì đâu ta, đúng không? Rồi dưới comment cũng vậy, dưới comment thì anh chàng Nhất Nguyên trả lời là cảm ơn đã gợi ý nha.
Vậy thì rõ ràng cái này đã trên trang cá nhân của Nhất Nguyên. Khi mà chúng ta đối chiếu lại, đúng không? Đối chiếu lại với cái bài đăng của một anh đã chia sẻ trên group á, thì dường như cái này đã bị chỉnh sửa. Chỉnh sửa gán ghép cho Nhất Nguyên là chửi bới. Tao thu gì, kệ mẹ tao, đủ chó sủa chúng mày riết rồi tao mệt quá, đi mẹ mày đi. Rõ ràng rồi cả nhà. Hồi hôm á khi mà thấy cái bài lướt này thì mình lướt ngang thôi, nó giờ nó chửi quá rồi á. Mà sáng nay thì lại có đề xuất lên xem lại kỹ lại á, thì cái này giống như là một ai đó cũng đang rất là bức xúc những cái người này, những người giả sư này, cho nên đã tạo ra cái bài đăng này. Thật sự thì những cái bài như thế này á, chúng ta dễ như là kích thích lên thêm cho người ta ghét thêm, nhưng mà nó cũng không có thay đổi được gì cả nha. Bởi vì cái cách nghĩ, cái cách làm, hay là những cái video clip mà Thiền Am họ up lên á, thì đã cho thấy cái câu này rồi đó, cho thấy cái câu là họ tự nói là tôi muốn tu gì tu kệ tôi đó, đúng không? Đó, cho nên làm cái này thêm mà chẳng khác là người ta đánh giá mình là cứ đạo hình chế ảnh hãm hại họ thôi. Chứ thật sự thì cái bản chất của họ đã như vậy rồi, chúng ta không cần phải làm những cái hình như thế này, không cần chỉnh sửa như thế này để những người khác hiểu. Chỉ cần chúng ta nhìn vào cái cách mà họ phản bác lại những cái bên giáo hội, những người bên giáo hội người ta lên tiếng thì đã hiểu là họ đã nghĩ như thế này rồi, là không cần phải làm thêm những cái hình như vậy để người ta cứ đánh giá nó. Ôi mấy anh là nói lên tiếng nói lên sự thật lẽ phải, mà cuối cùng mấy anh cũng toàn là đạo hình ghép ảnh rồi hãm hại người ta, đúng không? Từ trước đến nay chúng ta nói là đâu có ai hãm hại họ đâu, tự họ hãm hại, tự họ làm những cái chiều điều sàng bậy đó, rồi cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta điều tra, người ta làm việc, chứ đâu có ai hại họ đâu. Nhưng mà cái bức hình này thì lại vô tình làm cho họ có cái cớ để nói. Nhưng mà thật sự thì cái cách đối xử, cái cách phản bác lại những cái cáo buộc từ phía cộng đồng á, là chúng ta hiểu cái câu trả lời trong cái bài đăng này nó cũng phù hợp với cái suy nghĩ của Thiền Am đó. Nhưng mà họ không có nói những câu như vậy, đúng không? Bởi vì giờ có hình này không có thì chúng ta cũng hiểu là Thiền Am họ cố tình mà. Bởi vì sáng nay cứ mọi người cứ xôn xao, nói gửi này giờ riết lộng hành quá trời, thì nó lộng hành thiệt đó. Không cần cái bài đăng này chúng ta cũng biết là nó lộng hành rồi, đúng không? Bây giờ còn nói là sẽ làm nhà dài tắm lên thách thức dư luận, thách thức cộng đồng đó là sao? Tôi cứ thoát nạn hả? Chính nghĩa địa nó cứ la làng là sắp bị bế mà cuối cùng đâu có bế gì đâu. Cho nên là giờ đang rất là tự tin, rất là ngạo mạn, ngông cuồng. Có lẽ là sau này người ta sẽ thành lập một cái kiểu bằng cái giáo phái gì đó chẳng hạn. Tại có bộ kinh sư phạm mà, bây giờ thì có kinh điển rồi, có giáo chủ rồi, thì cứ việc nộp lên ban tôn giáo rồi xin thành lập ban giáo phái thôi. Tín đồ cũng đầy đủ rồi, đúng không? Ba yếu tố để thành lập tôn giáo là có tín đồ nè, có giáo chủ nè, có kinh điển, có hiến chữ, có cái gì đó. Có kinh điển thì đưa nộp bộ kinh nó ra bên ban tôn giáo, người ta phê duyệt thế thôi, gì đâu. Nhưng mà hợp lý nha, chứ anh kinh điển của anh mà anh đưa ra ngoài anh toàn là ăn cắp vay mượn của người khác rồi thôi, sao mà. Nhưng mà mình nghe đồn đó nha, rồi trước đây lúc mà ông mới lên Sài Gòn là ông cũng manh nha, theo cái tư tưởng của Nguyễn Long Châu á, là sẽ thành lập giáo phái mới đó, có nộp lên ban tôn giáo luôn, nhưng mà người ta không có duyệt, tại vì nói là dựa theo đạo này dựa theo đạo kia thôi, thông thiên rồi gì đạo Phật rồi Chúa tùm lum hết, cho nên người ta không có duyệt. Bởi vì chứ không phải là họ không muốn đâu cả nhà, họ cũng tìm hiểu rồi đó, nhưng mà có cái giờ làm không được, mà phải mị dân thôi. Rồi tôi có kinh siêu phàm, tôi có hoa u đàm, Phật Di Lặc sắp xuất hiện rồi kia thôi, để mị dân, để lừa gạt tín đồ. Nhưng mà thật sự bây giờ nếu mà họ lừa gạt được chừng nào mà họ thành lập được tôn giáo kìa, đúng không? Chứ bây giờ chưa có làm được là coi như là tà đạo rồi. Tại vì anh làm như giống như là làm chui mà, đúng không? Làm chui, cho nên là không có lừa gạt được nhiều. Nhưng mà thôi, thì tóm lại cái bức hình đó là hình fake cả nhà, hình giả nha cả nhà. Bây giờ mọi chuyện thì nó sáng tỏ rồi, chúng ta cứ nghe vào cơ quan chức năng nha, đừng có nhìn những cái hình ở trên mạng xã hội lại hiểu sai vấn đề, nó cũng không hay lắm ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.